sao bác? Đấy, quay rồi anh em mình tham khảo những cái cách làm những cây đẹp cùng chiêm ngưỡng. Yên là nhé, cây thông rất đẹp. Cái mùa hanh khô này người ta làm rêu vẫn rất là dày, rất là dày, rất là mịn, không hề hấn gì. Hành khô vẫn có rêu, thân rất là rêu. Hay là cây này vừa chuyển về thì cũng không rõ. Đấy, rất xanh tốt. Con này rất điệu đà. Rất hay. Đây, tùng La Hán. Trong này thì rất nhiều cây to quá. Dù to hay nhỏ thì cây nào cũng đều rất là kỹ, rất là giá trị. Quan điểm của tôi là như thế. Đập nghe mắt là như vậy các bạn. Gốc gác họ làm rất là chăm chút, rất là kỹ, nên là lúc nào cũng có cỏ với rêu, rất là xanh tốt. Đấy, là mê. Nguyệt quế. Rất là to. Phép là tôi đi từ bên này vào cho nó tập trung. Ông nguyệt quế này nữa. Chắc vừa mới cất tỉa. Chỗ này ngày xưa là nó có hai ngọn này, tôi giật hai phát liền, hai ngọn xoắn vào nhau. Cái này làm khá là lâu rồi, nhìn rất là lắc, rất là dày dặn, rất ok. Rất ok. Theo là cái phi lao rất là u cục mà lại rất là sạch sẽ. Chi dằm thân thế rất thích. Rất là thích. Cực kỳ đẹp quá. Gần cái da của nó nhé. Đen ánh. Dạ. Vâng, em cứ quay tất. Thấy nhiều cây đẹp quá. Cây nào cũng đẹp. Cây này bán bao tiền rồi hả chị? Bao nhiêu ạ? Hợp lý chị nhỉ? Người ta chưa đến lấy hả chị? À, em đi quanh quanh đây không có nhà nào đẹp như trong này. Rất nhiều cây đẹp. Chị chuyển hai cái này cho mẹ nhỉ? Vâng, mai ạ. Dạ. Yeah. Khế. Toàn cây giá trị. Thế. Quay lại về để nghiên cứu chứ. Cái nào đẹp. Ôi, cái đỗ quyền này đẹp quá. Đang hoa. Đấy, đỗ quyền này.
bệ rễ rất hay đấy. Đây nha, lắc lượn lên rất điệu đà. Con lộc vừng này kinh, trực mạch, lộc vừng trực mạch làm quá lâu rồi. Cái phi lao chị ấy bảo là bán 20 triệu rồi kìa, đẹp quá. Ô, sao cái nháy nháy rất đẹp. Cái thông độc hoa giấy ở đâu? À đúng rồi, hoa giấy buông buông những cành rất điệu đà. Đấy. Trong này thì toàn nghệ nhân làm rồi, không biết là họ làm hay là họ nhập ở đâu về, nhưng mà toàn những cái đẹp. Đấy, giấy tím. Là hắn này đẹp quá. Này, dâu tầm lũa sâu không vào được. Mài chiếu thủy lá lớn này, mới trồng rất đẹp. Em qua nhờ anh tí nhé. Đấy, cây này đẹp thế. Xoắn xít. Phi lao rất đẹp. Đây, con lao nhỏ nhỏ cũng hay này. Úi xà, cái thông rất hay. Thông rất đẹp. Nguyệt Quế.
Ở đây các bác có những cái chậu đẹp quá. Còn chỗ tàu Việt Quế em rất hay. Đỗ quyền trên một cái gỗ mục. Có một cái khế dưới thấp này đang nhiều quả rất đẹp, khế Nhật. Đây có một cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh này rất là nghệ thuật. Tiểu cảnh La Hán rất nghệ thuật. La Hán cây đá này, La Hán kỳ đá. Con hòn đá rất hay. Con này thì vĩ đại rồi. Thông trên đồi. Ê chà, cái Đỗ Quyền. Một cái bệ rất là thích. Cái này có trong video trước tôi với găng, lúc găng. Bách Diệp. Oro, oro. Này, cái lối vào dây thép đây là mà tay tán họ Quy Tùng La Hán. La Hán rất hay.
đi một vòng như vậy thôi. Các bác nào cố gắng trực tiếp đến đây tham quan một lần nhé. Bác chủ cũng rất là thoải mái thôi, em vào quay thôi thì các bác cũng rất là ủng hộ, rất là mong các bác đến tận nơi mà xem thì nó mới đã mắt được. Xin rất mong được như thế các bác nhé. Rồi, bây giờ em ra chợ đây.